Xin chào tất cả mọi người, xin chào mọi người đến với kênh vlog của Thuy ngày hôm nay. Thì hôm nay á, thì một ngày khá là đặc biệt và mình đã ra chợ và ngẫu nhiên thấy được những cái con tôm càng xanh rất là tươi, còn sống á nha em Đạt á. Mình quyết định mình sẽ về nướng sa tế ngay lập tức luôn. Đó là có bữa ăn ngày hôm nay. Ngoài ra thì thèm bắp lâu rồi, có mua thêm một trái bắp Mỹ nướng mỡ hành. Thì thường thường á, mình sẽ nướng bằng bắp trắng á, nhưng mà không có bắp trắng thì mình lấy bắp Mỹ cũng được. Bắp Mỹ cũng ngọt và ngon á. Ok, xin chào mọi người và mời mọi người ăn cùng với mình nha. Không phải chuẩn bị thêm một ly nước. Ly nước này là ly nước mơ các bạn, ly nước mơ nhà làm các bạn, nhà làm. Và kế bên mình là còn có đĩa trái cây nhiều loại, chút nữa mình xem có bao nhiêu loại ở trong cái đĩa trái cây này nha. Bây giờ mình cũng khá là đói bụng rồi, thì mình sẽ có chuẩn bị một nước chấm hải sản á, kiểu là có đường, có muối, một xíu muối, một xíu đường và tắc, chấm với cùng với này, ăn kèm với dưa leo, có chè chua nữa nè. Và ăn cái này sợ không no nên phải chuẩn bị thêm một trái bắp Mỹ các bạn. Không á, mà chắc mình phải ăn bắp Mỹ trước, ăn bắp trước. Mời mọi người. Ngọt. Bắp Mỹ nó ngọt á. Cái bắp của nó ngọt ơi là ngọt luôn. Thơm xong mình mở hành nữa. Tại đây mình nướng một than á. Nên rất là thơm. Ngon hơn bắp kia nha. Thấy vậy nó ngọt. Nó ngọt lắm. Ăn một xíu bắp vô để lót dạ. Bây giờ đến ăn tôm. Sợ hết tơ. Nói chừng lại cái miếng nó tan ra. Hấp một miếng nước xem. Nước mơ nó chua. Nhưng mà nó, khi mà mình ăn hải sản á, mình uống nước mơ nó sẽ rất là dễ tiêu. Bây giờ mình bóc tôm ra. Tôm này á, rất là tươi nha, lúc mình mua về là tươi á. Mình hôm nay mình đi chợ cũng 7-8 giờ là ra. Mà chút nữa mình kể cái câu chuyện mua tôm đó, rất là mắc cười luôn. Cái con tôm này á, ngon nhất là cái phần đầu á, tại cái đầu nó to hơn cái mình nữa mà. Nướng á, thì mình đừng có nướng khét quá thì nó không còn cái ngọt nữa. Béo quá. Đầu rất béo nha. Mình nướng thì mình nướng sa tế. À, ngồi đây. Chấm. Nó béo mọi người ơi, nó béo. Nếu mà con mà nó to á, cái càng của nó bự á, thì mình có thể rút càng luôn. Nhưng mà cái con này cỡ tầm trung, không có loại to nữa, nó có cái tầm này thôi nha. À dính rồi. Hồi sáng mua là 180 một ký. Thì mình mua một ký. Đợi mình ăn ba con đi, mình kể câu chuyện mua tôm đi vui đó. Xưa là có ăn cái tôm này luộc thôi. Bây giờ ăn nướng á, ăn nướng nó thơm hơn. Luộc á, cái vị nó không có thơm mà. Thơm bằng cái vị nước sa tế. Nước sa tế thực ra không cần ướp gì luôn. Tại vì có ướp thì cái vỏ nó cũng khá dài, nó khó lắm á. Kiểu là trong cái thơm á, sa tế nó thơm. Mọi người thông cảm nha, mình cái thật là mút tay đó. Hay mút tay kinh khủng. Cái này ăn, hay mút tay thích ăn bắp. Đây, thịt con tôm nè. Nó rất là trắng luôn. Cái con tôm nó mềm. Thịt nó mềm á. Mình nướng nó vừa tới, nó mềm mà nó ngọt. Thường mình hay ăn tôm biển.
Tâm biển là tâm thẻ, tâm thẻ không là tâm tâm bạc. Không biển nước chấm là xuất sắc luôn. Có mời mẹ ăn chung nhưng mà mẹ đi công việc rồi, mẹ đi đi xem đất rồi. Dạo này mình thấy bất động sản dưới mình lên giá kinh khủng luôn. Ngồi ở nhà dạy học mà xe hơi chạy ngang liên tục, biết xe hơi chạy ngang là người ta đi săn đất đó các bạn. Đất hiện tại dưới mình đang xấu đó. Đúng không? Còn tiếp theo cái càng của nó nè. Càng này ăn được nè. Cái càng kia nãy nhỏ quá. Ở coi ăn có gì trong không? Không có gì vậy. Cái khúc này nhỏ quá. Khúc này nè. Lúc rồi. Đó. Nó mềm á, dễ cắt. Rút ra không có gì hết vậy, dính vào trong đây hết à. Rồi trước mình luộc á, mình rút dễ đó, cắt hai đầu rút được à. Nhưng mà nướng á, nó dính vô cái vỏ à. Cũng có thịt nha, chứ mà không có đâu. Tôm càng xanh. Có thịt. Nhưng mà nướng thì dính chắc không. Luộc thì nó rút được. Ngon. Cái đầu bà này to hơn cái bầu bà ấy. Ồ, các bạn thấy nè. Đó. Thấy không? Thấy chưa? Ui. Hôm nay ngày 25 tháng 12 các bạn. Ngày Giáng sinh đó. Người, nhà. Ăn Giáng sinh. Mà mình cũng ăn Giáng sinh. Ôi con này có gạch. Con này có gạch đẹp quá. Cái gạch mà nó chảy ra luôn á. Oh my god. Tôm rất là ngọt. Giòn giòn á. Nãy có chụp hình gửi chị hai. Gửi chị hai kia mồi đây mà không thấy ăn nhậu đâu á. Bạn nhậu là tích tay mới về. Mời các bạn nha. Có giả luôn. Vừa kịp bữa luôn, mẹ vừa về. Rất là tham gia cùng với mình luôn. Ok. Mẹ uống nước khoáng. Ok, để lên một tí. Mời mẹ ăn thưởng thức tôm càng xanh nướng sa tế. Kêu là mập quá, giờ không thấy cái cổ. Mập quá con gái nó không cho ăn ít liên, nó còn cho ăn tôm không à. Tôm mới ăn bún đậu, bún tôm không à. Mày ăn thử bắp không? Hay là ăn không, ăn tôm thôi. Yeah, ăn tôm thôi, không ăn bắp đâu. Dễ sợ ghê luôn á. Đây, con mời mẹ. Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh à. Dạ, yeah, Merry Christmas. No nè. Mới bị làm về mệt quá. Thì kinh doanh bất động sản ghê quá mà. Ok, bà chấm với này. Cái đầu, chủ yếu cái tôm này là cái đầu á mẹ. Thì biết mẹ ăn tôm này bao giờ chưa? Rồi. Rồi đúng không? Mà luộc thôi chứ chưa nướng không? Ăn nướng thì nó, cái nướng nó cái thịt của nó ngọt hơn. Đúng rồi, nó ngọt hơn rất nhiều luôn á. Đợt trước con cũng ăn luộc mà nó không có ngon bằng cái nướng này. Chấm lắm á, ngon.
Này mấy con gái nó đãi rồi. Christmas tôm. Tính là cho mẹ ăn gà nướng đó. Tính cho mẹ ăn gà nướng. Nhưng mà sợ mẹ không về. Mẹ là không về nên mua tôm. Không mà sáng nay con ra chợ, con thấy tôm ngon quá, con kêu thôi ăn tôm đi, không ăn gà. Là biết sao không? Kể lại câu chuyện nào. Chứ ra chợ cầm có 200 ngàn thôi à. Mẹ má đố má, đoán này tôm bao nhiêu ký? Được. Đoán đi. 400. 400 một ký. Cho thêm đoán thêm số nữa. Không biết cao hơi thấp hơn nha, tùy nha. 300. 300, rồi. Chưa chính xác. Con cầm có 200 ngàn đi chợ thôi. Con tính là con ra mua rau thôi để ăn chung với gà. Nhưng mà tiện ra mua rau cái thấy tôm ngon quá mua luôn. Là tôm này à, 180 một ký. 180 một ký. Là tôm loại nhỏ đâu to đâu. Mà lúc đó là con mua trái cây rồi, con ghé chị Như con mua trái cây hết rồi. Con mua rau luôn rồi. Cái con chạy ra thấy tôm ngon quá, trong tay cầm có 80 ngàn hả? Mua thiếu. Trời ơi. Mua thiếu chứ gì đâu. Ông đây có 80 ngàn nhưng mà cái bà đó con không quen. Cái cô đó con không quen. Thôi biết là ở Bưng Riền nhưng mà không có biết đó là mua thiếu sao kỳ lắm. Ai biết mua thiếu. Cái mà vậy? Không có kiểu là thôi con quay về đâu mà quay lại đâu mà bóc cho con đi. À hơi cưng nhiều không thì con cứ con còn như đi tiền đó. Nghĩ lại con còn lấy như đi tiền nè. Biết là không đủ. Cái bà cưng 1 ký. Cái chị Thi con nghe. Chị mua 1,5 ký. Xưa giờ có nói chuyện chị Thi đâu. Thế chị Thi phải không? Chị Thi phải không? Như vậy. Chị Thi phải không? Chị Thi con Nguyên phải không? Sợ nhầm lắm. Con biết chị biết con là ai không? Chắc biết ha. Cái con kêu là thôi chị cho em mượn tiền đi. Chị một cả như là không nói chuyện với nhau bao giờ luôn á. Chị Yến chạy ra chợ, chị ơi cho em mượn tiền đi. Một giây. Mượn trăm gì? Không có mượn trăm. Chị trả tiền cho em luôn đi. Chị trả tiền cho em 180 đi. Rồi. Rồi về nhà em trả lại cho chị. Chứ mất công em lại vòng chạy về nhà rồi lại còn chạy ra lại. Cái chị kêu ok Liên. Con biết là chị em biết con là con bà Liên biết nữa. Quên rồi. Ký số ít vậy? Một ký á. Có theo một vị khách rất là đặc biệt trong buổi ngày hôm nay nữa để thưởng thức món tôm càng nướng sa tế. Rồi con mời cô Vân thưởng thức món tôm càng. Thì sáng giờ con bỏ công càng ghê. Sáng giờ nướng anh nướng tôm càng này là nướng tầng than đàng hoàng. Đây cô. Ghê, yeah, cảm ơn. Dạ. Chấm với nước này chung với con với mẹ. Ê, nãy giờ chị ở dưới đó hả? À, mới xuống ăn rồi. Em mới chạy xuống ăn bạn đó. Chạy về tâm trí. Thức tôm với con để quay YouTube cùng với con. Sau đó thì lên like kênh cho con và subscribe cho kênh của mình luôn nha mọi người. À, hôm nay được ngồi giữa, hơi bị nổi, hơi bị đẹp á. Bên đen, xanh, cam. Nổi bực luôn. Đấy là con với mẹ đang kể câu chuyện đi mua tôm. Mua tôm thiếu. Mua tôm thiếu. Ngày nữa em đi mua tôm thiếu. Cười bún xỉu. Chỉ số cũng nhanh chứ bộ. Ai cũng sướng ha. Ai được ăn Noel đó. Mình con Noel phải dậy. Không được nghỉ à? Dạ không, con không nghỉ. Học sinh hỏi cô ơi, cô có được nghỉ nghỉ học không? Bà cô kêu không mấy đứa ơi. Đi học, ráng đi học. Ngọt ha, lưng ngọt. Lại nướng. Chứ luộc nó không có, cái đầu nó không ngọt như vậy. Luộc là nước nó ra rồi. Còn nướng là nó thấm vô trong con tôm. Nó mới ngọt. Với lại con mấy con tôm này con không có nướng quá chín, nó không có khô. Nướng chín cái này nó khô ràng. Cái thịt của nó kiểu như nó còn tơi tơi dai dai. Là nói tối về đi ăn đồ em với tao. Tao chưa biết à, không chưa dám hứa. Đắc xô dữ ha. Chưa dám hứa. Noel đắc xô dữ ta. Ăn
tiếp cô Lan. Hết đi. Ăn hết luôn mà. Ba mẹ chửi đâu. Nhà con có ai chứ chửi đó. Ăn này cho mình chút xíu nữa. Bún. Bún nào. Con đăng cái clip ăn bún đậu bún tôm của má lên rồi. À. Coi. Lúc vào coi má con ăn bún đậu bún tôm. Kinh tuần nó cho mẹ lên YouTube nè. Ăn cái mẹ em giờ năm nay tao. Tám mấy ký à? 83 ký rồi, nói vậy. Vì em ở nhà em kết thúc cho mẹ em ăn vậy đó. Mình chỉ là một lý do nhỏ thôi nha, mọi đừng có nghe, mọi người đừng có nghe. Từ 70 ký mà 5 tháng dịch đó, nó thúc cho mẹ nó được 83 ký. Trong khi đó là hai mẹ con phải gọi là nhịn đói muốn chết luôn á, chứ không phải là ăn luôn sướng gì đâu mà vậy đó. Nó lên nổi lên nè. Ăn cái đầu nó lên nổi lên. Gặp xong rồi. Cay quá hả? Cay. Cay gì mà cay ăn đi. Cay thì đừng có chấm. Không chấm. Ăn đi. Không chấm không ngon. Không chấm thì nó không vừa. Hôm nay ăn con tôm thì ngon hơn con tôm thẻ. Con tôm bạc. Ăn thẻ. Con tôm bạc nó không ngon. Ăn con tôm tôm sú nó mới ngon hơn. Vậy cái đầu nó béo à, ngon quá à. Tôm kia giờ nhiêu ký ta? Ông Hùng ngày hôm qua đi làm về lớp đâu có cá đâu, đâu có gì đâu. Bà thăm nó nữa. Qua biển cũng đâu có cá nhiều. Có. Từ hôm dịch đến giờ nha. Có đâu, có nhiều đâu. Có chúng hồi xưa đúng không? Biết. Hôm qua chú Mỹ đi có cá khoai với mẹ. Hồi nãy có ai điện cá khoai kìa bà. Bà thắm bà nó bà mua. Nhưng mà ba mày mà nghe ở đây nha. Ba mày về mà nghe cá khoai ba mà. Đúng rồi. Hồi ba khoái cá khoai. Con kêu là trời ơi có cái này là ba con chắc khoái luôn á. Con hỏi là mùa này có khoai rồi hả? Đợi ba con về với con không biết. Tùy. Ba chắc gần Tết mới về được. Đó, qua tới tay ba không về. Tới tay không về được. Qua tới tay là về. Bắt ngọt lắm. Nướng là ngon lắm. Ngọt ha. Tôm mật Mỹ. Dạ, tôm Mỹ. Ăn hết tôm đi nè. Hết tô. Vừa ăn vừa ngán. Ăn một lần nó nhiều ngán. Ăn ngán nha. Ăn đi nó mới đã được. À, giống rồi, mẹn kêu. Hàng kia đếm một ký. Thì ăn tôm ngán, ăn này vô đợt nè. Ăn một lần nữa cho nó đã mốt gặp tôm mình ngán. Không ăn nữa. Không có đâu. Mới là chúng tức thi đó là địa má. Ông Hùng nói bà dưới bếp. Thì chạy dưới bếp không có bà cho điện bà lên. Ờ, quá đã. Ông gì? Ông gì làm cửa cho bà? Duy hả? Tôi xuống, tôi thấy ông Duy đâu? Hiếu hả? Ông Duy. Cho món này bao nhiêu điểm á? Ai nướng vậy cho 10 hết á. Làm cho ăn mà cho ít điểm thôi. Không, làm cho ăn nhiều có tính lắm á, mà giỡn á. Không ăn nữa. Này vinh dự lắm mới được quay lên YouTube là nó mới ra thèm quá rồi mới. Phải quay rồi phải ăn. Mọi khi không ăn, không. Để trước có ăn hàm nướng cho vô không? Không. Tại vì không thích, phải là không quay đâu mà không thích luôn không? Thì ra là như thế. Vậy là để mẹ có mẹ vô những cái clip nào những món đó mẹ thích là hợp lý. Bữa nào á, mình mua thêm một cái máy chiên không dày. Giống như cái nồi cơm điện á. Chiên không dầu á. Như nướng rồi. Xong rồi con nướng. Con nướng gà cho mẹ, con sẽ làm gà y chang như 45 cho mẹ. Nha, thấy không? Chắc mẹ lên tạ. Chắc mẹ lên tạ luôn á. Tân thủ rồi, qua Tết con lên lại cũng đâu rồi. Nào một đống.
Ba tép lên là đúng rồi. Mẹ phải ăn chọn một quả để ăn nha. Hôm qua hôm kia ta hôm kia tôi uống cà phê mình tiện điện bán được. Điện bán đi bán tùng. Tới hôm mai điện không được. Yêu tao cũng lo. Bình thường ăn táo còn hay lột vỏ. Sao vậy, ăn nữa đi còn mà. Kêu người ta ăn hết đi mà mình ăn ngưng rồi. Sao được? Ấy là kêu cô Vân ăn. Cô Vân ít ăn. Cô Vân cũng ít ăn nè, có ăn nhiều đâu. Ăn đi. Mình biết ăn cá rồi. Ăn đi. Canh nướng đúng không? Ừ. Chiều đến là nó dư ra nó ăn. Mà trong khi mình bán cá luôn mà vẫn thèm cá phải không? Thấy con thật lắm. Còn mẹ con thịt thôi, thịt, thịt, thịt. Mẹ mày là bữa đó vô địch đã ăn gần 2 con cá rô. Rồi cô Văn đem xuống á. Đầu kia đó chị ha, các cá đầu kia béo ha. Ngon lắm. Không ăn đâu, mà ăn gần 2 con luôn. Thôi bự ư. Cái cá rô ngon. Chứ cá rô dễ nhỏ. Cỡ như mẹ không ăn. Cái mấy á? Cái là xương không có. Mà cái cá nào mà cá mồi hồ cóc nó rất tươi tươi nhưng mà nó xương xương lắm ăn. Mồi bé bé mà. Mà ăn đông người vui muốn chết luôn. Hết phim rồi đừng nhìn nữa. Dạ nó sao kỳ vậy. Hết phim rồi đừng nhìn nữa. Đến giờ coi phim, đúng là đến giờ ăn là giờ coi phim đó. Con tối coi lại. Coi lại. Tối coi lại. Ba má ngồi trước ngồi con. Biết nhìn đồng hồ làm gì luôn mà. Tưởng là 12 giờ 5 chứ. Hồi nãy mẹ đi đi xem 12 đất. Giờ là bắt đầu em bắt đầu đi mà. Nãy mẹ xem đất là 12 giờ 5 rồi. Mấy giờ ban được sáng hết hả? Hôm nay em nghỉ thì em nghỉ rồi. Rất mệt, người ta ăn nhanh á. Ăn hoài xong mà chưa thấy hết, mẹ kêu ít. Ít đâu mà ít. Đâu nói ít đâu. Nó 1 ký hả, mới nghĩ 1 ký nhiều. Đây thí dụ mọi người đây là vũ công chuyên nghiệp. Vũ công chuyên nghiệp còn đây là vũ công chuyên lắc hả? Đi chơi nó mà nói. Đi uống cà phê nó nữa. Nên nhảy đi ngồi hoài. Cũng máu lắm nhưng mà ngại sao á. Nên nhảy đi ngồi hoài cũng phải lâu lâu đi nữa đi chơi với mình á. Mình nhảy hoài sợ nó nói. Rồi mình nghĩ cái đó. Nên nhảy đi. Ngồi chi vậy em? Nên nhảy đó. Mẹ mỗi lần mà mẹ biết khi mà mẹ lên sân khấu nhảy người ta sẽ nhìn cái bộ phận nào trên cơ thể của mẹ nhiều nhất không? Nó rất là điêu luyện, mọi người nhìn ghiền luôn á, đổ má. Còn cô Vân nghĩ cùng cái không? Cô Vân nghĩ là cái chân. Cái chân hả? Không. Mẹ nghĩ cái gì? Tao đẹp nhất cái nào là tao nhìn cái đó. Nếu mà một người mà hỏi lên thiêu vũ á, mà một người thần điệu mà tao ở dưới người ta tiền, đa số họ nhìn cái tay và cái chân. Xem là có đúng không? Còn con không có chuyên nghiệp, con chỉ nhìn cái mông thôi. Lắc rồi ghê lắm. Đại giật. Ai cũng nhìn luôn á, tại vì người ta không có nhìn cái chân mẹ con đâu, người ta nhìn cái mông của mẹ nó thôi. Cái mông kiểu như lắc mà lắc có nhịp, bực giật rồi mất cười á. Sao ghê. Hả? Chứ nghĩ ra sao không nhảy không dám giật mông á. Được mong đâu mà mong. Còn mấy con nữa ăn tóc đi nè mọi người ơi. Ăn đi ăn sau thôi. Ăn đi Vân. Còn có mấy con à, mấy con đi. Ăn ngán quá đâu thôi. Tụi mình xin đi. Chào mọi người, mẹ phải chào mọi người chứ. Chào mọi người nha. Cảm ơn con gái nha. Mẹ con gái mệt. Cho mẹ ăn một bữa rất là ngon. Nghe rất là ngon. Giờ mẹ lo mẹ trốn đây rồi mẹ mệt quá. Tụi mình ráng chiến đấu với nó đi. Mệt quá. Anh đây rồi không có đồ mặc nữa nha. Anh xong rồi không có đồ mặc. Cô không phải ăn hết cùng với con nè. Béo ngậy luôn à. Lẽ giờ còn mấy con nữa ngưng. Anh thấy đi.
Bây giờ con mấy con nữa Ngân? Người con ngán rồi á. Ngán rồi á. Tiếu quá. Nè, chén nước chấm cũng hết rồi. Cô Vân chọn một trái nè. Thích trái nào nhất? Cô Vân có ăn táo rồi. Ăn táo cũng rồi. Rồi, cái nhỏ này rồi. Cái táo cũng rồi. Mình sẽ ăn trái quýt. Đây có vú sữa đầu mùa. Vú sữa trắng đầu mùa. Đâu mà chưa ăn nên mua về để ăn luôn. Không có trắng miệng. Ăn hết nổ rồi, còn 2, 4, 5 con mà em nhau chiến không nổi luôn. Trong đầu con nghĩ, ừ, có một ký gì ăn chắc. Không ăn nổi đâu, nói vậy anh nó ngán. Ăn chắc cũng hết á, ai ngờ. Nhiều cái mình thấy vậy đó. Sợ không no cái mua thêm trái bắp Mỹ nướng nữa, sẵn sẵn lửa nướng luôn. Nhiều thấy vậy anh không biết. Nêm trái vậy đó. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của tôi ngày hôm nay nha. Và hẹn mọi người để clip sau. Bye bye.